Trận chiến giành danh hiệu văn hóa đô thị đã kết thúc. Bầu trời hoa hạ rực sáng muôn trùng ánh hào quang. Văn hóa Tây Du lại một lần nữa được khôi phục và thu được một lô thần khí từ hội nghị. Cùng lúc đó, thần hầu Han Yeman cũng bắt đầu cuộc hành trình Tây Du của riêng mình. Bên ngoài dường như mọi thứ đã trở lại yên bình, nhưng ẩn sâu bên trong lại là những âm mưu đang cuộn trào. Một kẻ bí ẩn bất ngờ xuất hiện tại đỉnh Trung Thần Sơn. Chỉ bằng một ngón tay đã khiến cho con đại ác ma hồn phi phách tán. Ta đến đây để mang đến sự tiến hóa cho lũ sâu bọ các ngươi. Hãy gọi ta là Diệt Hạ Nhân. Diệt Hạ Nhân. Nhưng thần minh của chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Hoa Hạ. Chúng tôi không còn đường lui nữa rồi. Đương nhiên, chỉ một phần nhỏ sức mạnh của Hoa Hạ cũng đủ để đánh bại các ngươi rồi. Muốn chiến thắng họ, chỉ có thể dựa vào việc để vị thần sáng thế Calusi của các ngươi thiết lập một trật tự thần thoại mới. Hãy dùng thần kỹ của ngươi để quay trở về thời điểm hỗn mang khai thiên lập địa. Dựa theo quy tắc hiện tại, dẫn dắt thần minh của các ngươi đi theo hướng khắc chế Hoa Hạ. Dòng chảy lịch sử bị cắt đứt, chắc chắn là có thế lực nào đó đang nhắm vào Hoa Hạ. Nếu không giải quyết, em rằng Hoa Hạ sẽ còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nữa. Có lẽ nếu ngươi khôi phục lại lịch sử, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Làm sao ta có thể khôi phục lại lịch sử? Rất đơn giản, hãy tiến vào dòng chảy lịch sử. Với cấp độ thần chiếu hiện tại của ngươi, tối đa có thể ngược dòng trở về 2000 năm trước. Tiến vào dòng chảy lịch sử. Quả nhiên là một mảnh trống rỗng, chỉ có những hình ảnh gần đây nhất, không hề có chút lịch sử nào. Ra là vậy. Điểm dị thường phía trước chính là một phần lịch sử của Hoa Hạ. Điểm dị thường, đúng như cái tên của nó, là một điểm bất thường đặc biệt. Đoạn lịch sử này có lẽ sẽ khác với những gì người biết. Chỉ cần sửa chữa nó là có thể khôi phục lại đoạn lịch sử này. Tiểu tử, điểm cực hạn này có khí vận nhân đạo cực mạnh. Con người không thể can thiệp vào được. Ta không giúp được ngươi đâu. Ngay cả yêu tổ cũng không thể can thiệp. Chẳng lẽ đoạn lịch sử này là... Đây là thứ gì vậy? Đang quay phim à? Sao Diệp Minh Thiên lại ở đó? Người đến là ai? Hậu bối Diệp Minh Thiên. Đến từ 2000 năm sau. Bài kiến Trụ Vương. Đừng gọi ta là Trụ Vương. Trụ Vương là cách gọi đầy ác ý của Chu Nhân dành cho ta. Dân chúng đại thương của ta sẽ không bao giờ gọi người trị vì mình là Vương. Họ sẽ gọi người lãnh đạo của mình là đế. Chỉ có lũ Chu Nhân mới bắt đầu gọi vua của chúng là vương. Dân chúng đại thương của ta sẽ gọi ta là Đế Tân. Vẫn bồi bài kiến Đế Tân. Dù cho Đế Tân uy nghiêm tỏa ra khiến Diệp Linh Thiên run sợ, cậu cũng chỉ thể hiện sự kính trọng đơn giản, bởi vì người trước mặt cậu là đại diện cho Hoa Hạ 2000 năm sau. Nhưng cậu không hề biết rằng những khán giả đang theo dõi hiện thực đều đã sởn gai ốc, chân đứng không vững. Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Khí chất đế vương, cho dù chỉ là qua màn chiếu, cũng khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Trời ơi, người này rốt cuộc là ai vậy? Ánh mắt này thật tuyệt. Diệp Linh Thiên thật ngầu. Đối mặt với nhân vật như vậy mà vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. 2000 năm sau, vậy ngươi hãy nói cho ta biết hậu thế đánh giá ta như thế nào. Diệp Linh Thiên không hề do dự, nói thẳng rằng ông ta ham mê tủ sắc, hiếu chiến, xa hoa lãng phí, không phân biệt phải trái, thực sự là một bạo chúa trong số các bạo chúa. Sau đó bị Chu Vũ Vương đánh bại, cướp lấy vương vị và sinh mạng. Nhưng sau khi cậu nói xong, cả triều văn võ đều phá lên cười, tràn đầy sự mỉa mai.